Và chào mừng đại gia đình mua nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Ba Hưng, bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một siêu nhà phố thiết kế tân cổ điển tại trục đường chính Dương Thị 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp với diện tích khủng ngang 4m2, sâu vào tới 18m, thiết kế trệt lửng 3 lầu theo phong cách tân cổ điển. Và toàn bộ lan can cửa phía ngoài là hộp kim nhôm, bộ cổng nhôm đúc rất là xịn luôn. Căn nhà mình với diện tích ngang 4m2, sâu vào 18m và đang được chủ nhà giao bán chỉ có 6 tỷ 350 triệu đồng thôi. Một căn siêu nhà phố hẻm thông kinh doanh buôn bán, xây mới hoàn toàn năm 2023, mẫu hiện đại, mẫu tân cổ điển rất là đẹp, rất là đẳng cấp luôn nha anh chị. Trệt lửng 3 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trước sau. Hướng chính của nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Căn nhà xây rất đẹp, rất đẳng cấp nha. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 6m, con đường hẻm một xẹt của trục đường chính Dương Thị 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, nằm ngay bên hông của bệnh viện quận 12 và di chuyển sang Gò Vấp khoảng tầm chưa đến 1 cây số nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, hẻm thông, phía trong lại có một khu biệt thự nữa, hẻm thông nằm sát với khu biệt thự. Đấy, căn nhà giá rẻ chỉ có 635 thôi, thương lượng. Với diện tích đẹp ngang 4m2, sâu vào 18m, nhà mình sẽ được thiết kế trệt lửng 3 lầu. Chúng ta sẽ có lớp cửa nhôm đúc phía bên ngoài, 4 cánh đặc, bên trong thì có cửa cuốn nha anh chị. Khoảng sân 2m rưỡi, chúng ta đậu thoải mái xe máy khoảng tầm 5 cái phía bên ngoài. Phía trong đây là khu vực gara đậu ô tô. Gara đậu ô tô thì chúng ta sẽ được làm rất là dài, dài phải tầm đến 8-9m và được ốp sàn gạch 80. Gạch bóng kính hai bên tường thì cũng được ốp gạch lên tường khoảng tầm 1m2 chạy chỉ nhựa và dán giấy tường. Căn nhà thì vô cùng đẹp nha quý vị. Hướng Tây Nam, đường trước nhà thông 6m, kinh doanh buôn bán là văn phòng công ty rất đẹp. Con đường hẻm một xẹt thông ra trục đường Dương Thị 10 và khu biệt thự. Căn nhà này thì diện tích đẹp và xây mẫu tân cổ điển rất là sang nha quý vị. Trên chúng ta sẽ có đèn chùm, đèn led thạch cao, xây cực kỳ đẹp luôn. Đấy, xây mẫu mã rất đẹp, rất xịn. Làm cũng thua, không thua kém gì với nhà Gò Vấp đâu. Chỉ cái là không có nội thất thôi. Không thua kém gì với nhà Gò Vấp nha anh chị. Chỉ mỗi tội là anh chủ nhà này không bỏ nội thất thôi. Đấy, căn nhà mẫu mã rất đẹp, rất sang. Làm cũng rất là nét nha. Diện tích dài 4m2, sâu vào tới 18m. Xây cực kỳ đẹp, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Không có quê mùa như những căn nhà phố khác tại quận 12 nha. Và cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương sa mạc, trụ và tay vịn là gỗ đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Đấy, đóng xích rắc, đúc rộng tầm 90. Phòng bếp thì chúng ta cũng được ốp gạch cao lên đụng trần luôn, rất sạch sẽ và dễ cho anh chị lau chùi. Bộ tủ bếp gỗ sồi Nga và trên thì có quạt trần tích hợp đèn chùm. Căn nhà giá rất êm nha quý chị. Đấy, chỉ có 635 thương lượng. Là đến thoải mái trả giá và được bên em hỗ trợ thương lượng nha mọi người. Bên này chúng ta có tủ ngăn để tủ lạnh này. Căn nhà vô cùng đẹp, vô cùng sang. Và nhà thì vừa mới làm xong, đang hoàn công nha anh chị. Hoàn công xong thì chủ nhà sẽ làm thêm cái nhà vệ sinh ở phía sau này. Có lavabo và vòi tắm sen thuyền rồi. Gạch ốp cao lên đụng trần. Đây, ta cùng xem. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Giá giao bán chỉ có 6 tỷ 350 triệu đồng, vẫn còn thương lượng. Nằm ngay trên trục đường Dương Thị 10 thuộc phường Tân Chánh Hiệp, sát bên với bệnh viện quận 12 và di chuyển sang Gò Vấp khoảng tầm 1 cây số thôi. Đấy, khu nhà rất đẹp, rất đẳng cấp, thông vào khu biệt thự nha anh chị. Căn nhà mình rất là sang, xây tân cổ điển rất sang. Làm hợp kim nhôm rất là nhiều và chủ thì cũng rất là dễ tính nên là chúng ta đến xem và thoải mái trả giá nha. Đường 6m thông nha quý vị. Di chuyển lên trên đây, chúng ta sẽ đến với không gian tầng lửng. Tầng lửng của căn nhà mình thì sẽ được ốp sàn gạch 80 và chúng ta có ốp nhựa len tường, ốp nhựa PVC len tường, dán giấy tường và làm phào chỉ. Có cửa sổ ra phía sau, trên thì có đèn chùm tích hợp quạt trần luôn nha anh chị. Đấy, phòng lửng thì rất là rộng rãi, rất là thoáng, có cửa sau. Đấy, mẫu rất đẹp, chỉ thiếu mỗi nội thất thôi. Nhà này mà bỏ nội thất vào rất là đẹp nha. Vì xây theo mẫu tân cổ điển kiểu kiến trúc châu Âu chứ không có quê mùa nha anh chị. Kiểu này cũng rất đẹp luôn. Đấy, mẫu kiến trúc châu Âu rất sang nha. Mặt tiền cũng làm đẹp, bên trong nhà
ốp gạch trắng và dán giấy cũng rất là xịn luôn. Đấy, gạch này cũng rất là sang rồi, màu kiến trúc châu Âu nha anh chị, không làm theo mẫu Việt Nam. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với lầu 1, lầu 2, phòng ngủ 1, 2, 3, 4 nha. Đây phòng phía trước này, có ban công đường trước, ốp gạch 80 hết luôn, trên này cũng được ốp gạch 80, có ốp nhựa một bên và dán giấy một bên, đi sàn đường máy lạnh, có rèm cửa luôn, cửa nhôm Sinfa ra ngoài và lan can toàn bộ là nhôm đúc. Đây là một siêu nhà phố tân cổ điển rất đẹp, rất là đẳng cấp tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, nằm ngay trên trục đường Dương Thị 10, thuộc phường Tân Chánh Hiệp. Toilet thì có bồn cầu khối, vòi inox 304 và gạch ốp cao lên động trần. Đấy, lavabo bồn rửa tay đầy đủ. Nhà này có tới 5 phòng ngủ và 6 vệ sinh nha quý vị. Đường sau thì có cửa sổ ra sau hết luôn. Đấy, nhà rất đẹp, rất đẳng cấp rồi. Phòng đằng sau thì rộng hơn một chút. Anh chị khách hàng nào quan tâm đến những căn nhà đẹp xuất sắc tại quận 12 thì hãy gọi ngay để được đi xem ngay căn nhà này. Đây là căn nhà siêu phẩm của quận 12, không thua kém gì với nhà Gò Vấp nha anh chị. Xây mẫu rất là đẹp, rất là hợp lý. Tiến lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3, số 4 nha. Đây, giống y đúc bên dưới thôi. Sẽ lướt qua. Đấy, toilet riêng hết nha anh chị. Hướng Tây Nam, Tây Tứ Trạch. Đấy, số hồng riêng. Hoàn công thì đang làm, vừa mới làm xong. Có cửa sổ phía sau luôn nha. Đấy, chủ nhà cũng rất là dễ tính, kêu 63 năm nhưng mà anh chị qua đây, bác Hưng sẽ làm cho anh chị mua mấy giấc ba, mức giá bán tầm 6 tỷ thôi. Tầm 6 tỷ. Đấy. Cùng em di chuyển lên khu vực phía trên. Phòng số 5. Phòng số 5 này nếu anh chị nào muốn làm phòng ngủ cũng được, mà muốn làm phòng thờ cũng được nha. Đấy. Ở đây thì chủ nhà có làm nhà vệ sinh trên này luôn. Do vậy nhà mình có tới 6 nhà vệ sinh. Đấy, nhà vệ sinh làm giống nhau hết nha anh chị. Căn nhà giá bán chỉ có 6 tỷ 350. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng giặt phơi đồ. Ở đây thì đã được ốp gạch, trên thì có làm thạch cao và đúc hết luôn. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên và đã được làm khung sắt đầy đủ hết rồi. Bên này có khu vực để máy giặt này. Video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.